chúng ta tiếp tục luyện thiền tập cho người bận rộn theo hướng dẫn của thiền sư Thích Nhất Hạnh trong cuốn sách cùng tên Thiền tập cho người bận rộn. Sau bài tập trước là ăn sáng trong chánh niệm, cố gắng chuyển hóa các bữa sáng của chúng ta thành các buổi thiền ăn trong chánh niệm. Thì tiếp theo chúng ta hãy dùng cái phương pháp này để đưa vào mọi hoạt động trong một ngày. Ví dụ như là sau ăn sáng một lúc thì đưa con đi học chẳng hạn, hoặc đi làm này, đến nơi làm với những hoạt động ở những cái khoảng thời gian nghỉ của chúng ta, rồi bữa trưa, rồi trà cà phê chiều với đồng nghiệp, hoặc là một chút thư giãn trước khi trở về nhà, hoặc là một chút thảnh thơi trước hoặc sau bữa tối, vân vân. Từng cái việc rất là nhỏ, cụ thể, chi tiết trong một ngày như thế, dù ngắn một phút, nửa phút hoặc vài phút, chúng ta đều có thể áp dụng phương pháp chánh niệm như là với bữa ăn sáng. Hãy nhớ một điều rất quan trọng là như thế này: bữa ăn sáng chỉ là một ví dụ, và chúng ta nên chọn cái việc, nên chọn bắt đầu từ duy nhất một việc, việc nào mà bạn thấy rằng là chúng ta dễ dàng để áp dụng nhất, chúng ta thường ít bị hối hả nhất. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như là bữa ăn trưa mà bạn mang cơm trưa đi ăn ở cơ quan chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì với cái bữa ăn trưa đấy, nhiều khả năng áp dụng hơn, thậm chí hơn cả bữa sáng, bởi vì rất nhiều người trong chúng ta buổi sáng không có thời gian để dành riêng cho bản thân mình, ăn sáng có khi phải vội vàng, hoặc ăn ở bên ngoài, vội vàng đưa con đi học, vội vàng chuẩn bị đi làm. Nhưng buổi trưa thì có thể sẽ thuận lợi hơn. Thì chẳng hạn buổi trưa mình vừa ăn vừa nghe nhạc hoặc vừa xem phim, chúng ta hãy thử tập mà xem. Trong vòng 15-20 phút ăn trưa, không xem một cái gì, không nghe một cái gì, sau đó chúng ta nghe và xem. Thường thì tôi thấy xung quanh tôi mọi người thường ăn trưa với một cái việc gọi là tranh thủ xem phim, ngồi ở bàn và tranh thủ xem phim, thậm chí ngồi ở bàn vừa ăn vừa chat, vân vân. Thì bạn thấy đấy, thực ra bữa ăn như chúng ta vẫn nghe đấy, trời đánh tránh những ăn. Cái lúc ăn là lúc đáng lẽ chúng ta được thảnh thơi nhất, được thưởng thức nhất. Chúng ta trải nghiệm hương vị của món ăn, thì lúc đấy chúng ta lại trải nghiệm những cái cảm xúc hỉ nộ ái ố trong cái chat, trong cái lướt mạng, trong các bộ phim. Tôi không nói là những cái đấy không cần thiết, mà chỉ là chúng ta hãy dành trọn vẹn với bữa ăn trưa chẳng hạn. Dần dần chúng ta sẽ cảm nhận được rằng là cái thói quen tập trung vào một việc trọn vẹn với việc đó, tức là chánh niệm đó, nhân rộng dần ra với mọi cái vấn đề trong cuộc sống thì vô cùng là hữu ích. Chẳng hạn nhân ra cái việc là chúng ta rèn luyện chánh niệm khi nổi một cơn giận với con mình chẳng hạn, hoặc với vợ chồng mình chẳng hạn. Lần một chúng ta không làm được, lần hai chúng ta làm được một chút chút, lần ba chúng ta làm được một chút nữa, rằng là khi giận thì chúng ta lập tức tách ly khỏi cái bối cảnh đó, và tạm thời có một cách nào đó, một cái giải pháp nào đó để chúng ta quên đi. Dần dần chúng ta sẽ nhận ra sâu sắc rằng là thực ra cái cảm xúc giận dữ đấy nó cũng chỉ là cảm xúc mà thôi, mà cảm xúc thì là vô thường. Trong nhà Phật có câu là chư hành vô thường, nó đến rồi nó đi, dù cực vui hay cực buồn nó đều rồi sẽ tan biến. Cùng nhau nhớ nhé, hãy chọn một cái việc gì thuận lợi nhất, ta bắt đầu với việc đó mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Chỉ cần chúng ta làm thành công một việc nhỏ, chúng ta sẽ có tự tin làm thành công việc nhỏ thứ hai và việc nhỏ thứ ba, vân vân. Chắc chắn là chúng ta đã có cái kinh nghiệm này trong những việc khác trong cuộc sống, trong các công việc của mình. Trong phần còn lại của cuốn sách, cuốn sổ tay thiền tập cho người bận rộn, thì thiền sư Thích Nhất Hạnh không nói với chúng ta về những cái việc cụ thể tôi vừa nêu nữa, mà thiền sư nói về những cái tình huống, những cái kiểu mà nó lôi chúng ta khỏi cái đời sống chánh niệm hàng ngày. Thì có hai cái tình huống rất là căn bản, đó là tập khí chạy về tương lai, rong ruổi về tương lai, nghĩ ngợi, cuốn theo những cái suy nghĩ cho những việc nó sẽ xảy ra trong tương lai gần hoặc trong tương lai xa, một cách nó quá là nhiều và thường trực. Có nghĩa là
mình tạo hình dung đó là những người hay nghĩ và hay lo những cái việc mà rồi sắp tới nó sẽ xảy ra như thế nào, như thế nào, như thế nào. Đấy gọi là tập khí chạy về tương lai, đánh mất hiện tại vì chạy về tương lai. Nhấn mạnh luôn và nói rõ rằng là cái việc chúng ta kế hoạch, lo toan, sắp xếp, triển khai những việc cho tương lai là điều đương nhiên chúng ta cần phải làm. Nhưng điều đấy không có nghĩa rằng là lúc nào chúng ta cũng lo lắng rằng là ôi nó có xảy ra như mình mong muốn hay không, ôi nó sẽ như thế này, như thế kia, như thế này, như thế kia. Thực ra cái điều đấy nó không biến thành hành động, nó không nằm trong cái kế hoạch thường trực, kế hoạch chính mà chúng ta làm đâu. Chúng ta hãy cùng ngẫm lại xem, nhất là những bạn nào hay lo hay nghĩ giống như tôi đã giảm được khá. Đó là tập khí chạy về tương lai. Và cái thứ hai là thói quen để cho những cái đau thương trong quá khứ nó giam hãm mình, những cái trải nghiệm không vui, buồn khổ ở trong quá khứ nó giam hãm mình. Thiền sư gọi là ngục tù quá khứ. Đó là hai thứ mà khiến chúng ta đánh mất thực tại. Tương lai hay quá khứ nó là ý niệm của chúng ta. Ngẫm kỹ mà xem. Thế thì cái quá khứ và cái tương lai dù là ý niệm nhưng nó vẫn luôn luôn gắn với cái hiện tại của chúng ta. Và chính vì nó có những cái hoài niệm quá khứ, có những cái mơ ước. Và nếu cả hai điều đấy nó đều là đẹp đẽ, đều mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc, thì thực ra cuộc sống rất là đẹp đấy chứ, đúng không? Tâm hồn chúng ta rất là nhiều màu sắc. Tôi không nói về cái việc gọi là tìm về quá khứ hay hướng tới tương lai theo cái cách như vậy. Nhưng rõ ràng là những cái dấu ấn đẹp trong quá khứ, nếu chúng ta có hoài nhớ về nó, hoặc những cái ước mơ tốt đẹp trong tương lai, nếu chúng ta có liên tưởng và tưởng tượng đến nó, nó cũng chỉ là một quãng nhỏ, một cái quãng ngắn thôi. Và nó khiến cho chúng ta có thêm động lực, đúng không? Có thêm niềm vui để chúng ta đi tiếp. Chứ nếu mà để những cái điều đó biến thành áp lực, thành gánh nặng, thành buồn khổ, thành nhớ nhung sầu muộn, hoặc thành lo âu, sợ sệt về thất bại vân vân, thì đấy gọi là mắc vào quá khứ và tương lai. Cái mắc đấy chính là cái mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh và cái phương pháp của Đức Phật dạy cho chúng ta rằng là chúng ta đừng để mắc vào hai cái đau khổ đó. Chúng ta hãy thử ví dụ về một cái là rằng là mắc một cái tập khí chạy về tương lai mà rất là không cần thiết. Bạn đang ăn sáng này, hoặc bạn đang ăn trưa này, có khi chúng ta đang ăn, chúng ta đang nghĩ về một cái điều gì đó, một cái việc buổi chiều khoảng 2 giờ chiều, 3 giờ chiều nó sẽ diễn ra. Chúng ta tưởng tượng rằng là ở lúc đấy chúng ta sẽ làm như thế này, làm như kia, làm như này, làm như kia. Thực ra nếu chúng ta đã lên kế hoạch rồi thì tưởng tượng đấy vô nghĩa. Còn nếu chúng ta kể cả chưa lên kế hoạch, cái việc đấy nó không cần thiết phải lên kế hoạch, thì rồi đằng nào nó cũng sẽ diễn ra. Nhưng chúng ta thường tưởng tượng trước theo xu hướng là cầu toàn và muốn mọi việc nó tốt đẹp. Mong ước tốt đẹp thì tốt thôi. Nhưng mà đấy, ví dụ như thế, nó làm cho mình mất đi một cái thời khắc hiện tại là một bữa ăn thật sự là thảnh thơi và ngon lành. Hoặc chúng ta đang đi đường. Về lý thuyết chúng ta đều hiểu đi đường, tập trung trọn vẹn vào việc đi đường thì rất là an toàn từ phía chúng ta. Nhưng tôi trải qua rất là nhiều, tôi rất là hay nghĩ về công việc khi đi đường. Nhưng đã rất nhiều thời điểm và tôi đã nhận ra rằng là tôi lại rong ruổi ra ý nghĩ là về nhà sẽ làm gì này, đi đường về này, hoặc đến cơ quan sẽ làm gì này. Nhiều lúc tôi đã nhận ra rồi và tôi kéo lại được tâm mình về với thực tại, về với con đường mình đang đi, để mình cảm nhận chẳng hạn như là những làn gió mát ven đường vào một hôm nào đó này, lay phay mưa này, hoặc là quang cảnh của cuộc sống của xung quanh này, những người xung quanh này. Đôi khi là một người gánh cồng nặng chịu vai này, hoặc là một cái cửa hàng mới mở ven đường rất là nhộn nhịp vân vân. Khi chúng ta có nhiều chánh niệm hơn thì chúng ta sẽ dần dần loại bỏ được những cái tập khí chạy về tương lai không cần thiết. Chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều. Ở một cái video cách đây khá là lâu thì tôi cũng có nói ví dụ điển hình, đó là chúng ta đi du lịch. Chúng ta đi du lịch là để chúng ta nghỉ ngơi cả thân thể và tâm trí. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta đã trải qua rồi đi du lịch, nhưng có khi chúng ta còn một vài cái dự án, còn một vài công việc sau cái chuyến du lịch sẽ giải quyết, mà chúng ta lại bỏ quên mất cái trải nghiệm du lịch của mình. Rất nhiều lúc bỏ quên cái trải nghiệm món ăn này,
phong cảnh này, thiên nhiên này bị những cái kia nó chen vào, bị những cái lo toan về của tương lai nó chen vào. Đang làm những việc đấy sẽ xảy ra, chúng ta sẽ giải quyết cơ mà. Chen vào làm giảm đi cái chất lượng của chuyến nghỉ ngơi của chúng ta. Hoặc một ví dụ là bị ngục tù của quá khứ nó bó chặt lấy mình. Cái này thực ra cái này gắn rất chặt với một tình huống chúng ta có lẽ rất thường hay gặp trong đời sống, trong công việc hoặc trong chính ngôi nhà của chúng ta. Đó là như thế này. Chẳng hạn có một người A và một người B. Người A làm cho ta cảm thấy bẽ mặt, làm cho ta cảm thấy phật lòng, làm cho ta cảm thấy bực bội, và có cái sự có mặt của người B đấy. Vậy thì khi mà chúng ta quen luyện tập chánh niệm và chúng ta bình tĩnh rồi mà biết nhìn sâu vào bản chất của sự việc, thì chúng ta mới thấy rằng là thông thường cái sự tức giận của chúng ta thời điểm đó, thời điểm mà chúng ta bị gọi là bị làm bẽ mặt ấy, thì lúc đó có rất nhiều nguyên nhân khiến cho chúng ta tức giận, nhưng có một nỗi sợ hãi rằng là à, người A kia làm cho người B thấy rằng ta kém cỏi, thấy rằng ta không tốt, vân vân. Ta sợ rằng người B nghĩ không tốt về ta. Bạn ngẫm kỹ, quán chiếu nhìn sâu mà thấy. Vì cái nỗi sợ đó cho nên tại càng giận người A. Thế thì có một sự thật là thực ra người B họ không nghĩ về ta giống như ta tưởng tượng như thế đâu. Tại vì người B đấy rất có thể sẽ có cái nhìn toàn diện hơn ta rất nhiều. Họ sẽ nhìn thấy rất nhiều điểm tốt, điểm đáng yêu, điểm đáng mến của ta, dù cái tình huống vừa rồi có xảy ra. Thế thì cái sự lo sợ của ta, lo lắng của ta một cách vô thức, thực ra là chúng ta lo nghĩ thừa. Cho nên sau cái tình huống đó, chúng ta ôm mãi một cái niềm giận hờn, hậm hực, tức giận với người A, và rất khó là gỡ bỏ. Ngẫm trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ thấy. Và khi những cái tình huống tương tự, có thể mạnh hơn hoặc có thể nhẹ hơn, nó cứ tích tụ dần dần, nhiều lần nó lặp lại, thì trong ta có một nội kết rất lớn với người A, một cái mâu thuẫn rất lớn với người A. Mà nếu ta không biết cách gỡ, tháo, thì cái nội kết đấy nó tạo thành một cái vết thương rất lớn trong ta. Và mối quan hệ của ta với người A sẽ đến lúc mà nó bùng nổ và nó vụn vỡ. Thật là đau lòng nếu người A đó là một người thân trong gia đình của ta, hoặc là một người đồng nghiệp hoặc một người bạn vốn tốt thân của ta. Chúng ta hãy cùng ngẫm lại xem. Đây là một tình huống tôi nghĩ rằng là rất điển hình trong rất nhiều gia đình. Đó, cái ngục tù của quá khứ, tức là ngục tù của những cái việc nó đã xảy ra gần hoặc xảy ra xa, nó là như vậy. Rồi, bây giờ đến cái bước tiếp theo cần thiết của việc là vậy làm thế nào để chúng ta thoát khỏi cái ngục tù của quá khứ khi nó kéo đến, hoặc là chúng ta bứt khỏi cái sự rong ruổi chạy về tương lai. Thì ở đây chỉ có một điều rất đơn giản thôi, là chăm hay không bằng tay quen, rèn luyện. Có công mài sắt có ngày nên kim, rèn luyện. Ta rèn luyện từ một việc, hai việc, ba việc có chánh niệm, thì rồi những cái rong ruổi về tương lai không cần thiết, chìm đắm vào ngục tù quá khứ không cần thiết, nó sẽ dần dần được tiêu trừ. Ta sẽ có biện pháp đối trị với nó. Kỹ thuật thì chúng ta đã biết rồi, là khi mà chúng ta nhận ra, trước tiên là chúng ta phải nhận ra chúng ta đang không có chánh niệm ở trong cái tình huống đấy. Rồi dừng lại, lắng nghe hơi thở. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, bốn nhịp, 10 nhịp, mà chúng ta không nghĩ gì khác ngoài đếm nhịp thở, thì thực sự là chúng ta đã đem được cái thân tâm của mình trở về với hiện tại. Và lúc đó chúng ta hoàn toàn có năng lực nhìn sâu vào cái sự rong ruổi hoặc là cái sự giam hãm của quá khứ, của tương lai nó đang tác động vào ta. Và ta có nhiều năng lượng, nhiều năng lực để chúng ta trải nghiệm cái hiện tại của chính mình. Khi mà chúng ta nhận ra rằng là à, bây giờ chúng ta đã trở lại với hiện thực này, với cái thời điểm hiện tại này, thì nhiều khi nó rất là tuyệt vời. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như có khi nào
bạn rời tan sở làm xong xuôi công việc và xếp nó lại và không phải rong ruổi những cái việc sắp tới. Từng bước đi của chúng ta với những tiếng còi xe hay những làn gió này, những hình ảnh những người xung quanh đi lại, người đi tập thể dục này, đi chợ làm đồ ăn cho gia đình của họ này, vân vân, tức là cuộc sống nó rất là màu nhiệm, nó trải ra trước mắt của chúng ta. Và cái cảm giác thảnh thơi đấy thực sự là rất khó diễn tả, chỉ có ai trải qua mới cảm thấy cái nó gọi là cái hương vị thật là an bình, thảnh thơi, an lạc. Rồi, tôi rất mong là những cái kinh nghiệm ít ỏi của tôi, chia sẻ của tôi sẽ giúp bạn, chúng ta cùng nhau rèn luyện chánh niệm trong ngày càng nhiều những cái hoạt động hàng ngày, ý nghĩ, lời nói và hành động. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.